Xin chào các bạn. Ngon không? À. Rồi. Ok. Hai các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Rao Nam Fitness và cái chuyên mục nấu ăn và dinh dưỡng tập gym của Juni. Thì á, có rất nhiều bạn đặt ra cái câu hỏi á, là làm sao để mà anh ơi, em tập gym mà em ăn kiêng, ăn ngán quá, em ăn không nổi. Thì video này sẽ lý giải làm sao để tập gym ăn kiêng, hay là làm sao ăn kiêng mà vẫn giảm cân, giảm mỡ một cách khoa học và không bị ngán. Không bị ngán, điều đầu tiên á là các bạn nhìn cái đồ ăn nè, các bạn thấy nó ngon không, thấy nó bắt mắt không? Nghĩa là khi mà các bạn nấu á, ví dụ như bạn đi, bạn đang nặng 5-60 kg, bạn là nữ, bạn muốn giảm cân, bạn ăn nửa chén cơm như thế này thôi. Rồi cái quy tắc thứ hai á là quy tắc 1/3 dĩa. Ví dụ như cái dĩa đồ ăn của bạn nó như thế này đó, bạn để một phần này là cơm, dễ không? Đó, rồi một phần nó như thế, đây múc ra nè, là rau và thịt bò đó, bạn ăn như thế này là đủ để bạn giảm cân giảm mỡ. Nhưng mà như đây là bạn phải ăn thêm rau, kèm thêm một cái chén rau như thế này đó. Đây là bữa ăn giảm cân giảm mỡ dành cho những người mà mới tập, hay là những người mà đang có nhu cầu giảm cân giảm mỡ mà ăn kiêng không bị ngán. Đây tôi chụp hình lại để mai tôi đăng lên cho các bạn xem đó. Rồi, tại sao là chúng ta sẽ nên nấu ăn như thế này? Bởi vì nấu ăn như thế này nó rất là ngon. Nếu mà tôi nói, tôi có rất nhiều bạn hỏi tôi là trời ơi anh ơi, bò hay là gà em đem em luộc, rồi các món em luộc em ăn không, các bạn nấu gì các bạn ăn rất là ngán. Đây, Juni sẽ chỉ cho các bạn nấu cái món này. Đây là cái món bò xào chung với bắp và súp lơ. Các bạn thấy không? Cái khi mà các bạn đồ ăn á, nó có nhiều màu sắc, các bạn sẽ ăn, các bạn cảm thấy ngon mắt, ngon miệng và ăn rất là ngon. Nhưng cái màu sắc đó phải là màu sắc tự nhiên của đồ ăn. Ví dụ như bắp thì tự nhiên nó có màu vàng, súp lơ thì tự nhiên nó có màu xanh, cà rốt thì tự nhiên nó có màu cam đỏ, bò thì nó màu nâu như thế này. Chứ nếu mà cái đùi gà như thế này nè, mà bạn đem mà bạn chiên nước mắm, nhìn nó rất là vàng, nó sẽ rất là bắt mắt, ăn nó rất là ngon, nhưng mà calorie của nó cũng sẽ rất là cao. Ba cái đùi gà này cộng lại á, calorie của nó khoảng tầm 400-450 calorie là hết. Nhưng nếu bạn đem ba cái đùi gà này, bạn đem bạn đi chiên, calorie của nó tăng gấp đôi. Đó, các bạn có thể thấy khi bạn luộc cái nước mỡ gà nó ra như thế này. Hấp. Khi bạn hấp cái nước mỡ gà nó vẫn ra như thế này. Và những người ăn kiêng thì hãy nên bỏ cái phần da đi. Ăn cái này có thể chấm với một ít xì dầu, ớt, một ít ăn kèm kim chi. Bạn ăn như vậy bạn sẽ cảm thấy rất là ngon và dễ hấp thu. Chứ nếu mà bạn luộc không mà ăn không, bạn ngán lắm. Bạn ngán mà ăn ngày 1, ăn ngày 2, đến ngày thứ 3 bạn bỏ cuộc. Như vậy cái quá trình thay đổi cơ thể của bạn hỏng, thất bại. Cái quá trình đó nó còn phải kéo dài. Hay là như là cái món bò của Juni này, nó rất là ngon. Nhìn cái miếng thịt bò này nó phải tải như thế này, chấm miếng mắm ăn, cắn thêm miếng ớt ăn, ăn thêm miếng cơm. Sau đó chúng ta lại gắp thêm một miếng rau để chấm ăn. Đó, nghĩa là cái cách ăn khoa học á, để mà bạn vừa ăn ngon, vừa khỏe, vừa đẹp. Bạn phải luôn luôn trong chế độ ăn của bạn, bạn phải duy trì, bạn phải luôn ăn đầy đủ, có một ít cơm vừa thôi. Nếu mà muốn tăng cân nhiều thì bạn ăn nhiều cơm hơn, nhưng bữa ăn của bạn nó phải luôn luôn có đầy đủ rau củ. Những cái loại rau củ như thế này nó cung cấp vitamin cho bạn rất là ngon. Và trong một bữa ăn bạn nấu mà bạn không nấu nhiều rau củ, nhìn bữa ăn của bạn nó rất là ngán, nhìn nó không có đẹp mắt. Nó khi mà nó không đẹp mắt á, bạn ăn cái não của bạn nó sẽ tiết ra ăn món này ngán lắm. Mà vì mình phải giảm cân nên mình phải ráng mình nhồi vô. Khi bạn nhồi vô, cái phản ứng phụ của nó đầu tiên nó sẽ bị hơi giận. Nó giận nhiều lần như vậy thì nó làm cho bạn ngán, bạn cảm thấy là cực quá, không thể nào ăn kiêng để giảm cân được. Ăn kiêng mà sống mà ăn không cảm thấy ngon như vậy nữa thì không nên phải làm. Nó não bạn nó sẽ bảo là đừng làm việc đó nữa. Nhưng nếu bạn nấu mà nó ngon như này, nhìn nó mắt mắt như thế này nè. Đó, cái miếng bò mà vừa mà nấu tới tươi nè, nó ngon như thế, bạn ăn bạn sẽ cảm thấy cuộc sống rất là dễ chịu. Tất nhiên nó cũng có bí quyết, cách nấu này của Juni cũng có bí quyết, bỏ ít đường thôi đúng không? Không có đường, không đường luôn. Rồi em bỏ chỉ một ít hạt nêm thôi đúng không? Đã có clip quay rồi đó.
nha, anh nói lại cho các bạn hiểu. Còn nếu mà đồ ăn của bạn mà nấu cũng như thế này mà bỏ quá nhiều đồ ăn, quá nhiều dầu ăn, quá nhiều đường, bạn nấu theo khẩu vị nó quá ngọt hoặc quá mặn, như vậy đó là cách mà bạn đang tự kìm hãm lại cái việc thay đổi cơ thể của bạn để đẹp hơn nha. Hãy xem lại cái cách nấu, chúng ta phải nấu ăn làm sao cho nó tươi, nó ngon, nó dinh dưỡng. Chúng ta đừng lạm dụng quá nhiều mắm, đường hay nên lạm dụng cái phương pháp chiên xào nhiều dầu mỡ quá nha. Ăn ngon và nấu một cách khoa học thì cơ thể của bạn nó mới khỏe và đẹp được. Ok, rồi chúc các bạn ăn ngon nha. Rồi.